Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Cuộc sống viên mạng của nghệ sĩ ô tố Mỹ Duyên ở tuổi 50, cuối thập niên 1990 đầu năm 2000, Mỹ Duyên đã là cái tên nổi tiếng với khán giả Việt. Nhan sắc, tài năng đều có đủ giúp cô được mọi người mến mộ và yêu thương. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, từ khi còn nhỏ tuổi, nghệ sĩ Mỹ Duyên đã hướng đến việc trở thành một nghệ sĩ múa ba lê. Mới lên 10 tuổi, cô đã khẳng định tiềm năng bản thân khi đậu vào trường đào tạo múa danh tiếng ở Nga. Dẫu xuất phát từ nghề múa, thế nhưng nghệ sĩ Mỹ Duyên lại không thể tiếp tục phát triển con đường này vì thời điểm đó Việt Nam vẫn chưa thịnh hành ngành này. Sau đó cô có cơ duyên đến với môn nghệ thuật thứ bảy khi đóng phim đầu tay mang tên Ngọc Trạng Thành Công của đạo diễn Lê Hoàng. Cô lần lượt nhận thêm nhiều phim như Vị Đắng Tình Yêu Hai, Trái Tim Chó Sói, Tình Nhỏ Làm Sao Quên, Lương Tâm Bé Bỏng. Dần dần nghệ sĩ Mỹ Duyên trở thành gương mặt diễn viên sáng giá được chú ý đến. Nhờ những cống hiến trong quá trình hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Mỹ Duyên liên tục nhận được nhiều giải thưởng. Năm 2000, 2007, cô được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Bước sang tuổi 50, nữ nghệ sĩ vẫn miệt mài làm việc cống hiến. Gần đây cô góp mặt trong nhiều phim có thể điểm qua như Cây táo nở hoa, Dâu hổ đại chiến mẹ chồng, Hồng nhan. Trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh quá trình làm việc, đóng phim. Nữ nghệ sĩ hiện cũng công tác tại sân khấu ID sắp trở lại vào tháng 7 với vợ đại chiến nàng tiên cá. Về chuyện hôn nhân, được biết nghệ sĩ Mỹ Duyên đang có cuộc sống hạnh phúc với chồng Việt Kiều Hoàng Công Phước và con trai. Ông xã của nghệ sĩ Mỹ Duyên đang làm việc trong một trang trại ở Đồng Nai, mặc dù vợ chồng thường có công việc riêng, không thể lúc nào cũng ở cạnh nhau, nhưng cuộc sống gia đình vẫn rất đầm ấm và hạnh phúc. Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ vẫn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ. Cô từng có suy nghĩ làm mẹ đơn thân, nhưng rồi cô đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Trong đợt dịch vừa qua, cô rời thành phố để trở về trang trại sống cùng chồng. Đến nay, khi mọi thứ đã dần ổn định trở lại, nữ nghệ sĩ quay về để tiếp tục công việc nghệ thuật. Nhưng có thể thấy cô luôn đồng hành với ông xã qua những lần liên tục chia sẻ bài đăng liên quan đến trang trại của anh Công Phước. Gần nhất, nghệ sĩ Mỹ Duyên đã hoàn thành cảnh quay cuối cho vai bà Dung trong bộ phim Duyên Kiếp. Nữ nghệ sĩ trải lòng trên mạng xã hội một vai diễn với bao mưu toan vụ lợi một bước đi sai lầm cũng đủ để phải trả giá đưa cả gia đình đến sự tan vỡ bế tắc đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc đời cô chụp ảnh kỷ niệm trong ngày quay cuối phim duyên kiếp mặc dù đã lập gia đình bận rộn công việc nghệ thuật thế nhưng đến nay nghệ sĩ mỹ duyên vẫn chu toàn tất cả cuộc sống hạnh phúc của cô luôn được người hâm mộ theo dõi bày tỏ sự ngưỡng mộ nỗ lực làm việc không ngừng chính là bí quyết giúp nghệ sĩ mỹ duyên vẫn giữ được sự ủng hộ của khán giả đến thời điểm hiện tại không chỉ vậy cô còn có một gia đình hạnh phúc trốn bình yên trở về sau khi làm việc vất vả tất cả những điều nữ nghệ sĩ có được không chỉ phụ thuộc may mắn mà còn nhờ biết cách xử lý cân bằng cuộc sống. Đây cũng là một điểm rất ấn tượng ở nữ nghệ sĩ mà mỗi người trong chúng ta cần học hỏi. Nhiều người cho rằng cô kết hôn muộn, nhưng hôn nhân không thể lấy thời gian làm thước đo. Quan trọng là tìm đúng người phù hợp. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.